Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, hôm qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 đã bế mạc. Sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung và chương trình làm việc đã đề ra. Kỳ họp lần này đã tập trung đánh giá về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014, kết quả thực hiện nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố, kết quả giám sát chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2011-2015, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố, phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. Trong phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục trên đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm nội địa GDP trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi, tăng trưởng ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ số kinh tế quý 2 đều tăng cao hơn so với quý 1. GDP quý 1 tăng 7,7 thì quý 2 tăng 8,7%. Chỉ số phát triển công nghiệp IIB quý 1 tăng 4,9 thì quý 2 tăng lên 5,6%. Do đó, tổng sản phẩm nội địa GDP 6 tháng đầu năm tăng 82%, cao hơn so cùng kỳ 2 năm 2012 và 2013, cho thấy nền kinh tế thành phố trên đà phục hồi, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng chậm. Chỉ số lạm phát 6 tháng đầu năm tăng thấp 1,09 so với tháng 12 năm 2013 nhờ thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình bình ổn giá các mặt hàng chủ yếu, tăng cường các biện pháp kiểm soát đầu cơ, buôn lậu, góp phần tích cực vào quản lý thị trường, quản lý giá cả, chống hàng gian, hàng giả, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định, lãnh đạo thành phố vẫn chưa hài lòng với những việc đã làm được, vì nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh vẫn còn gây bức xúc, cụ thể như nạn trộm cắp, ma túy, ô nhiễm môi trường, thất nghiệp, cần sớm được giải quyết nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thành phố. Quan trọng nhất là chúng ta làm sao các cái nhiệm vụ của thành phố chúng ta là an dân, nâng cao chất lượng sống về vật chất, tinh thần của một đô thị đông dân, là một cái đô thị mà chúng ta đang phấn đấu như nghị quyết 16 của Bộ Chính trị là phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, mỗi người cần phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, khắc phục các thiếu sót, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, hợp tác quốc tế trong sáng, để cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân cả nước ra sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc, độc lập, tự do, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp do Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, vấn đề này cũng đã được đề cập đến trong kỳ họp lần này. Cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội là quan điểm nhất quán kiên định của đảng và nhà nước ta. Trong đó, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh là điều kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Tình hình hiện tại trên Biển Đông còn đang rất phức tạp. Đảng và chính phủ đang có nhiều giải pháp kiên quyết để đấu tranh nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Với vai trò, vị trí là một thành phố lớn, với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quý vị đại biểu, các tầng lớp nhân dân thành phố, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thành phố phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đoàn kết,
bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, sát cánh cùng đồng bào cả nước và ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động, trong sản xuất, kinh doanh, trong học tập với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân khóa 8 đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết về công tác giám sát kết quả 3 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2011-2015. Môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả cùng các chính sách hỗ trợ của Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam. Đây cũng là nhận định chung của các doanh nghiệp Thái Lan tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Thái Lan trong khuôn khổ tuần lễ Thái Lan tại Việt Nam vừa được Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thái Lan. Năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2012. 4 tháng đầu năm nay đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Thái Lan trên thế giới. Thái Lan là nhà đầu tư ASEAN lớn thứ 10 tại Việt Nam với hơn 300 dự án. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Đầu tư tại Việt Nam là rất quan trọng đối với các công ty Thái vì Việt Nam có nguồn nguyên liệu thô và nguồn nhân lực dồi dào. Đặc biệt, hai nước lại rất gần về mặt địa lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư qua lại. Tôi nghĩ rằng Việt Nam và Thái cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành. Các lĩnh vực mà Việt Nam đang tập trung phát triển và kêu gọi đầu tư đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Thái Lan như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư cùng sự hỗ trợ của chính phủ và các địa phương Việt Nam đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư Thái Lan khi chuyển hướng đến làm ăn tại Việt Nam. Việt Nam có nhiều chính sách mới và đang đẩy nhanh ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời duy trì phát triển bền vững là cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hợp tác tại Việt Nam. Tôi rất tin tưởng vào môi trường đầu tư tại đây. Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Thái Lan tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu các chính sách thu hút đầu tư, tiếp cận, làm quen và nghiên cứu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, là dịp để doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm đầu tư sản xuất kinh doanh hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà nhập khẩu hàng hóa trên thế giới. Việt Nam và Thái Lan đang phấn đấu trong thời gian tới tăng kim ngạch trao đổi thương mại thêm 20% mỗi năm và đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác xuất khẩu gạo, thúc đẩy liên kết kinh tế, hợp tác khai thác tuyến đường hành lang Đông Tây, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam Thái Lan trong khuôn khổ hợp tác khu vực và diễn đàn quốc tế ASEAN, hợp tác kinh tế vùng tiểu vùng sông Mekong mở rộng, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1.200 MW. Hai bên sẽ cùng thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng nhằm đưa dự án vào hoạt động theo nội dung biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT nhà máy nhiệt điện Quảng Trị. Được ký kết vào ngày 24 tháng 6 năm 2014 giữa Bộ Công Thương và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan. Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan chịu trách nhiệm về chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, đà phá bom mìn vật liệu nổ, di dân tái định cư. Đây là một phần chi phí dự án. Các điều kiện thanh toán liên quan sẽ được thỏa thuận cụ thể giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và công ty. Tháng 2 năm 2018 hoàn tất các thủ tục tài chính, bắt đầu thi công. Và tháng 12 năm 2021 sẽ vận hành kinh doanh tổ máy số 1. Dự án sau khi hoàn thành không chỉ ổn định cung cấp điện năng cho Quảng Trị mà còn có thể tăng cường việc cung cấp điện năng cho Việt Nam. Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2014 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong thực tế chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Tọa đàm về tác động của luật đất đai 2013 đến các doanh nghiệp phát triển hạ tầng đã diễn ra chiều hôm qua, ghi nhận những vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp để cơ quan quản lý nhà nước ban hành quy định hướng dẫn, dưới luật nhằm tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp hoạt động ổn định và tiếp tục thu hút đầu tư. Kiến nghị đưa ra xoay quanh vấn đề giá thuê đất trong khu chế xuất khu công nghiệp và phương thức nộp tiền thuê đất. Theo lý giải của các công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thì khu chế xuất khu công nghiệp không phải là đối tượng kinh doanh bất động sản mà cần có cơ chế chính sách đặc thù. Thực hiện các quy định mới của luật đất đai năm 2013, nhà đầu tư thuê đất lại chỉ được nộp tiền thuê đất hàng năm, trong khi tâm lý các nhà đầu tư phần lớn đều muốn thanh toán một lần để yên tâm đầu tư lâu dài. Nhà đầu tư thuê đất lại vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng giấy này không có giá trị thế chấp vay vốn ngân hàng. Điều này khiến cho tình hình thu hút đầu tư bị ách tắc. Thực tiễn nói trên buộc các công ty hạ tầng phải chuyển sang phương thức nộp tiền thuê đất một lần trong thời gian cho thuê. Trong khi đó, phần lớn tiền thuê đất đã sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và không có khả năng nộp ngay một lần cho nhà nước. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cần có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với công ty hạ tầng để có điều kiện thu hút đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi hội nghị giao ban cụm khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đến dự có Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mới hơn 25.000 hội viên, vận động xây dựng quỹ với số tiền gần 8 tỷ đồng. Hội khuyến học các quận huyện đã trao hơn 2.000 suất học bổng và chăm lo Tết cho giáo viên, khen thưởng cho học sinh sinh viên với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng và 8.000 quyển vở. Hội khuyến học thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Tối qua tại sân khấu Sang Hồng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết phát giải liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biên giới và biển đảo thân yêu. Đến dự có ông Đào Văn Lừng, vụ trưởng, trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia có 24 đội thông tin lưu động của các quận huyện và lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã diễn ra 8 đêm thi tại 4 cụm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các tiết mục thể hiện sự ca ngợi những người lính đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, phổ biến các văn bản pháp luật về biển đảo, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ban tổ chức đã lần lượt trao giải khuyến khích, giải ABC và giải xuất sắc chương trình cho các cá nhân tập thể, trong đó đội tuyên truyền lưu động quận 11 đã giành được giải xuất sắc toàn đoàn. Hôm qua, Ngày hội Văn hóa Thể thao Hè năm 2014 của huyện Bình Chánh đã chính thức khai mạc. Ngày hội đã thu hút trên 1.000 học sinh, thiếu nhi, các anh chị phụ trách sinh hoạt hè tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Bên cạnh nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như hội thi kể chuyện sách, thi đố em, đọc thơ, thi hát karaoke, liên quan văn nghệ thiếu nhi hè, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thể dục thể thao, trò chơi vận động. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham dự khóa đào tạo phát triển trang web HTV theo xu hướng truyền thông mới nằm trong chương trình đào tạo năm 2014. Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 41 học viên, kéo dài trong 4 ngày dưới sự hướng dẫn của giảng viên đến từ Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, còn gọi là RMIT. Các học viên được cung cấp những kiến thức mới về quy trình xây dựng trang web, các tiện ích đính kèm hữu dụng trong phát triển trang web cũng như các xu hướng công nghệ, thiết kế web hiện đại. Rất là mong muốn. Cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh tiếng nhất thế giới khởi động phiên bản Việt Nam với tên gọi Tìm kiếm người mẫu Elite Việt Nam 2014. Cuộc thi sẽ diễn ra với 3 vòng thi, vòng tuyển chọn dùng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, vòng bán kết và chung kết. 30 ứng cử viên thuộc độ tuổi từ 18 đến 24 đáp ứng các yêu cầu về hình thể, tố chất sẽ được chọn ra từ khắp cả nước với lịch trình tìm kiếm tại 4 thành phố lớn, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 8 năm 2014. 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết. Thí sinh nhận giải nhất sẽ sở hữu bộ giải thưởng có giá trị tới 600 triệu đồng và có cơ hội tham gia cuộc thi Elite Model Look quốc tế được tổ chức vào cuối năm 2014.
xin được chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm một loạt các nước Mỹ Latin là Cuba, Argentina và Brazil. Chuyến công du lần này của Tổng thống Putin cho thấy chủ trương của Moscow nhằm mở rộng hợp tác với khu vực Mỹ Latin với trọng tâm là các tổ chức liên kết tại khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm 6 ngày đến châu Mỹ Latin nhằm tăng cường quan hệ và thúc đẩy thương mại với khu vực. Ông Putin đến La Habana vào sáng thứ Sáu và được Phó Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chào đón tại sân bay. Ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Raúl Castro và lãnh đạo Fidel Castro. Nga đang tiến gần đến việc ký kết cuối cùng xóa bỏ 90% khoản nợ thời Xô Viết của Cuba lên đến hơn 35 tỷ đô la Mỹ. 10% còn lại sẽ được La Habana chi vào các dự án đầu tư địa phương được chọn với nguồn nhập liệu đến từ Nga. Sau chuyến thăm Cuba, Tổng thống Putin sẽ đến Argentina và Brazil, nơi ông sẽ dự trận chung kết World Cup và nghi thức chuyển giao trách nhiệm chủ nhà. Các hãng tin Nga dẫn lời người phát ngôn cơ quan an ninh Liên bang Nga tại khu vực Rostov cho biết, ba cửa khẩu ở phía đông Donetsk của Ukraine tạm thời bị phong tỏa kể từ đêm ngày 10 tháng 7 do tình hình giao tranh ở bên kia biên giới. Hiện các nhân viên hải quan của Nga đã được sơ tán khỏi cửa khẩu này, trong khi lực lượng biên phòng vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình tại đây. Trước đó, ba trạm kiểm soát đường bộ tại tỉnh Rostov của Nga giáp biên giới với Ukraine phải ngừng hoạt động do bị trúng pháo từ bên phía Ukraine. Nga khẳng định đây không phải là lần đầu tiên đạn pháo giao tranh tại miền đông Ukraine bay sang lãnh thổ nước này, đặc biệt là khi mới đây các binh sĩ của chính quyền Kiev đã giành lại ưu thế, dùng lực lượng vũ trang tự xưng để gần biên giới với Nga. Trước tình hình này, trong tuyên bố ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối việc quân đội Ukraine nã pháo qua biên giới với nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow cực lực phản đối động thái này, đồng thời yêu cầu chính quyền Kiev chấm dứt các cuộc nã pháo vào lãnh thổ Nga. Những căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan có thể đe dọa tới tương lai của quốc gia Trung Nam Á này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời cảnh báo này trước khi tới thăm Afghanistan. Trong các cuộc gặp vào hôm qua với giới chức Afghanistan, ông Kerry đều nhấn mạnh Afghanistan đang trong thời điểm khủng hoảng, do đó các bên cần kiềm chế và tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông cho rằng cả hai ứng cử viên tổng thống, ông Ashraf Ghani và cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah, không nên tuyên bố chiến thắng vào thời điểm hiện nay, khi mà kết quả và tính minh bạch của cuộc bầu cử vẫn còn bị nghi ngờ. Chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan của Ngoại trưởng Mỹ được giới chuyên gia nhận định là do lo ngại quá trình chuyển giao chính trị tại nước này có thể rơi vào bất ổn, dẫn đến xung đột sắc tộc và khả năng sẽ ra tranh giành quyền lực sau những tranh cãi về kết quả vòng 2 của bầu cử tổng thống hôm 14 tháng 6 vừa qua. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gặp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm thứ Sáu để thảo luận về cách chặn đứng mối đe dọa từ các chiến binh Hồi giáo trong vùng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh một cuộc tranh cãi đang gia tăng giữa người Quốc và chính quyền trung ương Iraq. Hôm thứ Tư, ông al-Maliki đã tố cáo người Quốc chưa chấp các chiến binh Sunni, vốn đã chiếm lĩnh phần lớn đất nước Iraq trong tháng qua. Một ngày sau, chính quyền đã đình chỉ tất cả các chuyến bay chở hàng đến hai sân bay chính trong vùng người Quốc. Người Quốc đã đáp lại bằng cách tuyên bố chính trị gia của họ sẽ đại chạy các cuộc họp nội các và nhắc lại yêu cầu rằng ông al-Maliki phải từ chức. Tình hình tiếp tục leo thang khi các lực lượng người Quốc chiếm đóng hai dĩa dầu lớn bên ngoài thành phố tranh chấp Kirkuk trước bình minh hôm thứ Sáu. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ động từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ. Ngành cũng đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, nâng cao chất lượng các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm 34 vụ việc phức tạp, tồn đọng còn lại. Công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Thanh tra Chính phủ tiếp tục nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng, tăng cường phát hiện hành vi tham nhũng thông qua các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai hơn 3.000 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 9.800 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 6.800 tỷ đồng. Tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến và dồn chuyến của các hãng hàng không ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây, kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là hiện tượng gây mất trật tự ở sân bay do hành khách quá bức xúc. Sự thiếu trách nhiệm của Cục Hàng không đã bị người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khiển trách. Hôm qua, Bộ trưởng yêu cầu vụ vận tải bổ sung ngay chế tài đối với các hãng hàng không, có thể rút giấy phép nếu tình trạng chậm hủy chuyến tăng cao. Theo số liệu mới nhất vừa được Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không nội địa thực hiện 74.000 chuyến bay, trong đó tỷ lệ chậm chuyến là gần 21%. Vấn đề liên quan đến chim va đập các cái vật lạ trên đường băng cũng là gần gấp đôi so với cùng kỳ. Nhưng cái đó chỉ là cái khách quan, nhưng cái nguyên nhân chủ quan ấy thì cũng là do hai nguyên nhân chủ quan chính là tình trạng kỹ thuật máy bay và các vấn đề về phục vụ hành khách. Năm tháng 6 là đặc biệt cao là vì chúng tôi nhận 4 cái tàu bay. Và 4 cái tàu bay khi mà tình hình Biển Đông ấy, thì các cái nhà tài trợ chúng tôi yêu cầu chúng tôi ký một loạt các cái văn bản khác, mà cái văn bản thì là luật sư qua lại lại, nó làm cho cái lịch bay của chúng tôi bị vỡ. Thì nó làm cho cái tỷ lệ chậm hủy chuyến, nó vỡ cái lịch bay nó cao hẳn cả tháng 5 tháng 6 như vừa mình thấy. Cái thứ ba là cái vấn đề về cái trình độ mà quản lý điều hành kế hoạch bay. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố chủ quan của toàn ngành hàng không như kỹ thuật, thương mại, an ninh chiếm tới 90%. Thừa nhận để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến ngày càng cao là do những người chịu trách nhiệm chưa đi sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân này. Cục Hàng không là chưa đi sâu vào cái đánh giá cái nguyên nhân chậm hủy chuyến của nó để có những cái khuyến cáo và những cái yêu cầu hết sức cụ thể. Và từ những cái nguyên nhân nhỏ gây ít cho đến nguyên nhân gây nhiều thì tại vì là chưa đi sâu phân tích được kỹ, như là cái đợt này cũng mới là bắt đầu khởi động. Không đồng tình với cách giải trình của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng việc dồn chuyến mới là nguyên nhân chính dẫn đến chậm hủy chuyến. Giải pháp đầu tiên để giảm chậm hủy chuyến là phải đổi mới toàn diện Cục Hàng không Việt Nam. Chúng ta coi cái việc chậm hủy chuyến này là lỗi chung của cả ngành và cái sự xấu hổ chung của cả ngành, chứ không phải chỉ có mấy hãng hàng không đâu. Chúng ta không thể để tình trạng này lặp lại nữa. Tôi đề nghị tất cả các cơ quan đơn vị phải nghiêm khắc với chính mình, phải làm kiểm điểm về trách nhiệm của đơn vị mình đối với việc chậm hủy chuyến của hàng không trong 6 tháng vừa qua. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung ngay chế tài đối với hãng hàng không, có thể rút giấy phép nếu để chậm hủy chuyến tăng cao. Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ngay trong tháng 7 phải xây dựng hoàn thiện đề án đổi mới toàn diện nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hàng không, đồng thời yêu cầu hãng Vietjet Air đến tháng 9 năm 2014 phải đạt 95% chuyến bay đúng giờ, giảm xuống chỉ còn 5% chậm chuyến, hủy chuyến. Đối với Jetstar Pacific, đến tháng 11 năm 2014 cũng phải đạt 95% chuyến bay đúng giờ. Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Ca Trung ương, cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ sở Tứ Hiệp, đánh giá bước đầu kết quả thực hiện đề án giảm tải bệnh viện. Tại buổi làm việc ở cơ sở 3 Tân Triều, Bệnh viện Ca, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định đây là nỗ lực của ngành y tế. Lần đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện tuyến Trung ương xây dựng một cơ sở 1.000 giường ở ngoại thành Hà Nội đúng theo quy hoạch. Trước tháng 3 năm 2013, Bệnh viện Ca chỉ có hai cơ sở là Quán Sứ và Tam Hiệp. Đây là một trong những bệnh viện quá tải do điều kiện quá chật hẹp, số lượng bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị ngày càng nhiều. Lắng nghe ý kiến của người bệnh, người đứng đầu ngành y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Ca Trung ương tiếp tục tăng cường cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian khám. Bộ trưởng cũng yêu cầu phát triển bệnh viện vệ tinh, tăng cường cho Bệnh viện Phú Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai. Sau khi kiểm tra tại Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại cơ sở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một cơ sở hiện đại, có nhiều phòng khám bệnh đạt tiêu chuẩn.
với 100 triệu đồng nguồn vốn tài trợ từ tỉnh Đông Flanders của Vương quốc Bỉ, Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt đã trồng chăm sóc thực nghiệm giống dâu tây Mỹ Thơm và giống dâu tây New Zealand trên diện tích 100m² nhà lưới hở. Sau hơn 3 tháng theo dõi, mô hình trồng dâu trong nhà lưới hở này đã và đang mang lại tín hiệu khả quan. Mô hình trồng dâu trong nhà lưới hở được lắp đặt với chiều cao khoảng 2,2 mét, trong đó 0,8 mét là chiều cao của bồn đựng giá thể phối trộn sơ dừa và 1,4 mét là chiều cao của phần mái vòm. Bốn mặt nhà lưới được thông thoáng để có thể lưu thông không khí, tạo sự quang hợp hiệu quả nhất cho cây dâu. Ngoài nhà lưới hở, trung tâm còn trồng thêm hai mô hình dâu ngoài trời và trong nhà lưới để có thể so sánh được tỷ lệ bón phân, phun thuốc cũng như quá trình phát triển của sâu bệnh, dịch hại trên cây dâu tây. Ban đầu chúng tôi thấy thì cái trồng dâu như thế này thì cái lượng thuốc mà trừ con nhện đỏ, đặc biệt là cái con nhện đỏ thì chúng tôi sẽ giảm đi một nửa. Bình thường thì ở trong cái mô hình trong nhà lưới thì chúng tôi sẽ phun định kỳ hàng tuần. Ở đây thì chúng tôi kiểm soát thì chúng tôi theo cái lịch định kỳ phun tuần ở đây thì chúng tôi thể 2 tuần hoặc là hơn 2 tuần thì chúng tôi mới phun một lần. Và chúng tôi có thể kiểm soát hoàn toàn về cái con nhện đỏ đó. Kinh phí để thực hiện mô hình trồng dâu trong nhà lưới hở chỉ bằng hoặc cao hơn không đáng kể so với mô hình nhà lưới bình thường. Ngoài kiểm soát được dịch bệnh, giảm được 50% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tỷ lệ cây sống gần như 100%, thì mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới hở còn có khả năng chống chọi được với nắng nóng và mưa dầm, hai yếu tố mà người nông dân trồng dâu vẫn rất lo ngại. Trong ở dưới đất này thì cái tỷ lệ chết nó cao, bởi vì nó do bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nó bất lợi á, nó sẽ chết. Theo số liệu ban đầu chúng tôi thì ở đây thì trên nhà lưới này thì cái tỷ lệ cái chết là hầu như là bằng không. Ở trên này thì năng suất nó cao và quan trọng nhất là cái độ đồng đều của cái quả. Trong cái mùa mưa mà trồng mà với cái số lượng quả như vậy thì nó rất là khó, bởi vì cả cái vườn dâu tây bây giờ vào cái mùa mưa này thời điểm quả nó rất là ít, bởi vì nó sẽ số lượng quả nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng côn trùng ở trong này. Theo kết quả bước đầu, sau 80 ngày, trên 8 luống dâu tây trồng tại nhà lưới hở đã cho thu hoạch trái chín với trái dâu to, đều, cứng, ít bị nứt và độ đường cao. Ước tính năng suất cao hơn so với cây dâu trồng trong nhà lưới là từ 10-15% và so với cây dâu trồng ngoài trời là 30%. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây là một cái mô hình mà có thể cho các bà con sản xuất dâu tây tại Đà Lạt có thể áp dụng theo cái hướng này để tạo ra cái sản phẩm dâu tây chất lượng cao và chúng ta có cái sản phẩm dâu tây sản xuất quanh năm để cung cấp cho các cái thị trường ở trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu. Dự kiến vào tháng 10 năm 2014, việc nghiên cứu mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới hở sẽ kết thúc và sẽ được chuyển giao rộng rãi cho nông dân Đà Lạt trong những tháng cuối năm 2014. Đây không chỉ là mô hình mới giúp người dân Đà Lạt phát triển kinh tế, mà còn mở ra thêm một gói sản phẩm du lịch mới, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng lãm. Ở Quảng Ngãi, mùa mưa bão năm 2013 đã làm cho nhiều tuyến giao thông, nhất là giao thông ở các huyện miền núi hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Trước tình hình này, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đã tập trung khắc phục, tạo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Những ngày này, các đơn vị thi công đã tập trung khẩn trương thi công khắc phục 7 điểm bị sạt lở nặng dài hơn 2,4 km trên tuyến đường tỉnh lộ 625 Minh Long - Sơn Kỳ. Do khối lượng đất đá sạt lở lớn, ăn sâu vào nền đường nên các đơn vị phải xếp đá rọ chống sạt lở. Năm 2014, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi được phân bổ gần 100 tỷ đồng để khắc phục các công trình giao thông xuống cấp, hư hỏng do mưa lũ. Từ nguồn vốn được phân bổ, Sở đã bố trí khắc phục 11 tuyến đường với chiều dài 21 km bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục hoàn thành các tuyến giao thông bị hư hỏng trước mùa mưa bão không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mà còn góp phần giảm tình trạng thi công kéo dài, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Kết nối người lao động và doanh nghiệp qua ngày hội việc làm được xem là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề cân đối cung cầu trên thị trường. Hiện nay, nhiều ngày hội việc làm được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho cả doanh nghiệp và người lao động. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2014, nhu cầu tuyển dụng lao động tại thành phố Hồ Chí Minh nghiêng về nhóm lao động có tay nghề chiếm trên 60%, lao động phổ thông chỉ khoảng 40%. Bốn nhóm công việc mà người lao động quan tâm nhất cũng thuộc nhóm đang có nhu cầu tuyển dụng hiện nay, gồm du lịch, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin, cơ khí, điện, điện tử và kinh tế, quản trị, marketing, xuất nhập khẩu, hậu cần dịch vụ. Bây giờ tôi muốn kiếm một công việc là
giáo viên và tôi đã tốt nghiệp trường đại học mở. Ngoài ra tôi có một cái bằng cấp về kinh doanh nên tôi muốn công việc giáo viên là chính. Và cuối tuần với thứ bảy chủ nhật tôi rất có nhiều thời gian rảnh và tôi thật sự rất là muốn có kinh nghiệm thêm về những cái về kinh doanh. Tôi rất là yêu thích kinh doanh. Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm công việc là để phù hợp với lại ngành của mình đang học là công nghệ thông tin. Đối với mình, những kinh nghiệm mình cần để phỏng vấn là mình phải tự tin, nghiêm túc thì và trung thực khi mà nói về những cái kinh nghiệm của bản thân. Những trăn trở lo âu để tìm kiếm một công việc phù hợp luôn là vấn đề khúc mắc của những sinh viên mới ra trường và những người đang trong độ tuổi lao động nhưng chưa tìm được việc làm. Do đó, những ngày hội việc làm với sự tham gia tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp cận trực tiếp với người lao động. Hiện nay thì chúng tôi tổ chức giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí cho tất cả người lao động, không chỉ sống trên địa bàn quận 1 mà sống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, có thể tới đây để có thể là tìm việc. Từ đây đến cuối năm 2014, thị trường lao động thành phố dự kiến nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là khoảng 150.000 lao động, tiếp tục tập trung nhiều vào những ngành nghề như kinh doanh chiếm 23,5% tổng nhu cầu tuyển dụng, dịch vụ gần 16%, điện tử công nghệ thông tin 8,5%, dệt may, giày da 7%, bất động sản 4,2%. Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thêm nhiều ngày hội việc làm nữa để vừa cung cấp kịp nhu cầu về nguồn lao động cho doanh nghiệp, vừa giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, hàng chục ngàn người đã đổ về bãi biển thành phố Darwin, miền Bắc Australia để cùng nhau tham gia một lễ hội chèo thuyền truyền thống hơi khác thường. Tất cả thuyền bè tham gia thi đấu phải được làm từ các lon bì rỗng. Hàng chục ngàn người đã đổ về bãi biển thành phố Darwin, miền Bắc Australia để cùng nhau tham gia một lễ hội chèo thuyền truyền thống hơi khác thường. Tất cả thuyền bè tham gia thi đấu phải làm từ các lon bia rỗng. Cuộc đua thuyền bằng vỏ lon bia này diễn ra khi những bãi biển mở cửa đón khách vào mùa đông ở Australia. Đây là cơ hội để người dân xứ sở chuột túi thể hiện tình yêu với các môn thể thao dưới nước và thói quen uống bia. Việc thiết kế và đóng thuyền đòi hỏi sức sáng tạo, sự khéo léo và rất nhiều vỏ lon bia. Đây là thành quả từ hơn 100 giờ lao động, 1.500 vỏ lon bia và 70 tuýp silicone. Các thí sinh sẽ chèo những con thuyền này vượt qua các ngọn sóng của bãi biển Mildi. Cuộc đua sẽ bao gồm 3 vòng riêng biệt. Ngoài ra còn có các cuộc thi bên lề như kéo co, chạy đua và trò ném dép. Giải đua thuyền vỏ lon bia năm nay thu hút 15.000 người từ khắp Australia đến xem, tham gia thi đấu và cùng uống bia để đóng góp thêm nhiều lon bia rỗng, trong đó có nhiều gương mặt truyền hình nổi tiếng. Cuộc thi kỳ lạ này có từ khoảng 40 năm trước, bắt nguồn từ ý tưởng tìm cách tái sử dụng những vỏ lon bia bị quăng đầy trên các bãi biển. Giờ đây, sự kiện này đã trở thành một lễ hội kết hợp với hoạt động thể thao, chú trọng nhiều hơn vào mối gắn kết trong gia đình và cộng đồng. Nữ ca sĩ Beyoncé và chồng là rapper Jay-Z sẽ cùng biểu diễn trong một buổi hòa nhạc cho kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ HBO. Chương trình đặc biệt này sẽ nằm trong chuyến lưu diễn thế giới On The Run Tour của cặp vợ chồng nghệ sĩ này. Các phần biểu diễn của Beyoncé và Jay-Z trong hai đêm diễn 12 và 13 tháng 9 tại sân vận động Stade de France Paris sẽ được HBO ghi hình và phát sóng trên kênh này ngay trong tháng 9. Dự kiến cặp vợ chồng nghệ sĩ này sẽ trình bày hơn 40 ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp ca hát của họ. Hiện tại, On The Run Tour của Beyoncé đang tiếp tục đến với khán giả hâm mộ ở khu vực Bắc Mỹ. Đánh bại chủ nhà Brazil với tỷ số 0-0 ở bán kết, tuyển Đức đang tràn đầy hy vọng có được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư vào rạng sáng thứ hai tới trong trận đấu trước đại diện của Nam Mỹ là Argentina. Tin vui cho tuyển Đức trước trận đấu này là trung vệ Mark Hummel đã có thể tập luyện trở lại sau khi dính chấn thương đầu gối ở trận bán kết với Brazil. Miroslav Klose cũng hy vọng cùng Đức nâng cao danh hiệu vô địch. Ở World Cup 2002, Klose từng tham dự trận chung kết với tuyển Đức, khi đó thì Đức đã để thua Brazil với tỷ số 0-2. Với tôi, điều quan trọng là thành công của cả đội. Thành công đó chính là việc nâng cao chiếc cúp vô địch. Tôi hiểu rằng chẳng có gì thất vọng hơn nếu tôi lại thất bại thêm một lần nữa ở trận chung kết như năm 2002. Nếu như Klose không muốn điều tồi tệ của năm 2002 lặp lại ở kỳ World Cup này,
thì Argentina cũng quyết tâm không để chiếc cúp vô địch lọt vào tay một đội bóng châu Âu trên đất Nam Mỹ. Messi cùng toàn đội đang tập trung mọi nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc tử chiến này. Trước trận đấu, các cầu thủ Argentina cho rằng chiến thắng trong trận chung kết là bổn phận của cả đội. Argentina luôn thi đấu với tinh thần quyết thắng. Tất nhiên cũng còn tùy vào từng trận. Nhưng khi ra sân thì chúng tôi luôn xác định mục tiêu và nỗ lực để đạt được nó. Tôi hy vọng có thể chơi thật tốt để mang lại niềm vui cho mọi người chứ không phải là nỗi buồn. Trong trận bán kết của Mexico 1986, Argentina đánh bại Đức với tỷ số 3-2 đăng quang. Nhưng 4 năm sau tại Italia 90, người Đức đã đòi lại món nợ bằng bàn thắng duy nhất của Kremer trong trận chung kết để lần thứ 3 vô địch World Cup. Nếu giành chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết năm 2004 này, Đức sẽ bắt kịp thành tích của Italia, đội đã 4 lần vô địch thế giới. Ngược lại, Argentina cũng sẽ có danh hiệu thứ 3 nếu thắng Đức trong cuộc gặp lần này. Rio sẽ trở thành điểm đến của làn sóng cổ động viên Argentina vào Chủ nhật tới. Ước tính sẽ có hơn 100.000 người Argentina đến Maracana xem trận chung kết giữa Đức và Argentina. Vì vậy, công tác an ninh đang được chủ nhà Brazil tăng cường. Argentina là đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất kể từ khi World Cup được khai diễn. Dù không có vé vào sân, nhưng các cổ động viên của họ vẫn có mặt ở mọi nơi để cổ vũ cho đội nhà. Đây là kỳ World Cup trên đất Nam Mỹ, gần với nhà tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, chi phí đến xem World Cup là không cao, mà tôi lại là người rất đam mê bóng đá. Đến đây tôi gặp gỡ nhiều người, dù không quen họ, nhưng chúng tôi có chung một sở thích, đó là bóng đá. Với hơn 100.000 cổ động viên sẽ có mặt ở Maracana vào Chủ nhật tới để cổ vũ cho Argentina, tuyển Đức sẽ phải vượt qua sức ép kinh khủng này nếu muốn ghi tên mình vào lịch sử là đội bóng châu Âu đầu tiên giành được chiếc cúp vô địch trên đất Nam Mỹ. Mời quý vị đến với một điểm báo trong ngày. Trang nhất báo Nhân dân là bài viết về vùng đất Bảo Ninh tại tỉnh Quảng Bình. Một vùng đất mặn mòi bên sông bên biển. Năm 2002, với sự hỗ trợ của chính phủ, dự án xây dựng cầu Nhật Lệ chính thức được khởi công trong sự vui mừng của người dân Bảo Ninh. Sau 10 năm có cầu Nhật Lệ, Bảo Ninh mang một bộ mặt mới, sắp trở thành một phường trung tâm của thành phố Đồng Hới. Nổi tiếng ở làng biển này còn có đội tàu của người dân được trang bị thiết bị dò cá ngang, máy liên lạc tầm xa. Từ Bảo Ninh chạy hơn 34 giờ liên tục là đến ngư trường Hoàng Sa. Thỉnh thoảng vẫn bị tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc cố tình xua đuổi, nhưng ngư dân nơi đây cương quyết không rời ngư trường. Sau chuyến đánh bắt, đưa tàu cập Âu Thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng để bán sản phẩm và chuẩn bị hậu cần cho chuyến biển mới. Nước mắt vị xuyên là bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. 30 năm sau trận chiến tàn khốc, những người lính của sư đoàn 356 trở về từ chiến trường Vị Xuyên. Đây là nơi gần 500 người lính của sư đoàn ngã xuống trong trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 1984. Những người con từ 30 tỉnh thành trong cả nước đã góp máu xương mình giữ từng tấc đất Thanh Thủy, Vị Xuyên. Sư đoàn 356 được chọn đánh chủ lực, phối hợp với các sư đoàn khác đánh chiếm các điểm cao ở biên giới Thanh Thủy, Hà Giang. Mất mát trong ngày 12 tháng 7 cũng là động lực để cuối năm 1984, đầu năm 1985, các lực lượng ở Vị Xuyên tổ chức các cuộc phản công, tiêu diệt nhiều quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới Vị Xuyên. Về vấn đề đăng ký quản lý xe máy điện, bài viết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng trên báo Quân đội Nhân dân đã tìm hiểu thực tế và làm việc với cơ quan chức năng. Quy định phải đăng ký đối với xe máy điện không phải là mới, bởi thông tư 15 ra đời thay thế cho một số thông tư liên quan đến vấn đề này, được Bộ Công an ban hành trước đó. Theo thông tư 15, từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, xe máy điện buộc phải đăng ký mới được phép lưu thông, còn xe đạp điện không phải đăng ký biển số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký xe máy điện, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt cho biết, địa điểm đăng ký xe máy điện là Phòng Cảnh sát Giao thông các tỉnh, Công an huyện, quận, thị xã. Mặc dù thông tư 15 đã có hiệu lực về cấm lưu thông loại xe máy điện nếu không đăng ký biển kiểm soát, nhưng tình hình đăng ký của người dân vẫn thưa thớt. Thực tế hiện nay không ít người dân gặp phải những khó khăn trong việc đăng ký xe máy điện, đặc biệt là xe máy điện mua lâu ngày. Lúc đó chưa quy định đăng ký, địa phương khó xác nhận nguồn gốc. Kiên quyết xóa dự án treo là tiêu đề bài viết đăng trên trang nhất báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay.
Sau gần 2 năm rà soát dự án chậm tiến độ, không thực hiện theo nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất cho thuê đất của hơn 500 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Tính giải thích, thu hồi dự án không có nghĩa là thành phố lấy lại dự án, mà là cơ quan chức năng hủy bỏ các văn bản, quyết định pháp lý liên quan đến dự án. Điều này cũng có nghĩa là khi dự án bị thu hồi, thì phạm vi quy hoạch của dự án đó đương nhiên được thoát treo. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, thu hồi những dự án không khả thi là cần thiết, nhưng phải xử lý như thế nào để tránh tình trạng chuyển từ dạng treo này sang dạng treo khác. Quy hoạch để phát triển thành phố nhưng quyền lợi của người dân cũng hết sức quan trọng, phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Trộm cắp, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, khai thác cát trái phép khiến tình hình trật tự xã hội trên đường thủy diễn biến phức tạp. Đó là cảnh báo trong bài viết Đau đầu tội phạm đường thủy đăng trên báo Người Lao Động. Theo người dân sống trên sông và ven sông tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, trộm cắp trên tàu Viễn Dương, các phương tiện, công trình và nhà ven sông lại gia tăng. Các băng nhóm tội phạm còn móc nối với các phương tiện thủy vận chuyển hàng ngoại, hàng lậu. Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ quan, xí nghiệp và những hộ dân ven sông luôn cảnh giác. Nếu phát hiện các đối tượng có nghi vấn thì ghi nhận đặc điểm đối tượng, trình báo chính quyền địa phương hoặc gọi số điện thoại khẩn mà lực lượng Cảnh sát Đường thủy đã phổ biến. Trước khi kết thúc bản tin sáng, xin được chuyển đến quý khán giả một số thông tin về các hoạt động văn hóa giải trí sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 17:30 tối nay tại phòng hòa nhạc Nhạc viện Thành phố, nhóm hợp xướng thiếu niên Pacific Boy Choir Academy từng đoạt giải Grammy năm 2010, một trong những dàn đồng ca nam hàng đầu thế giới, sẽ có đêm biểu diễn duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đến Hội An và Hà Nội. Trong khi đó, vào lúc 20:00 tại nhà hát Hòa Bình có chương trình ca nhạc Người kể chuyện tình. 15:00 tại phòng chiếu phim Idacap 28 Lê Thánh Tôn quận 1 có trình chiếu bộ phim Agustin. Một số bộ phim mới như Doraemon 2014, sự khởi đầu của hành tinh khỉ đang được trình chiếu tại các cụm rạp. 20:00 sân khấu kịch Idacap có vở Lẩu Trăng. 20:15 sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh có vở Oan Tình Ai Thấu. 20:30 nhà hát kịch sân khấu nhỏ diễn vở Tuyết Đỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.